Gì? Cô muốn tôi giúp cô gian lận á? Không. Thế là trái với quy tắc của tôi không làm. Cô số mấy? Phương án S. Phương án B, nhầm. Phương án B. Câu số 2. Linh. Tại sao sữa mà cũng giống nhau vậy? Rồi mấy đứa, bây giờ đến lúc làm bài kiểm tra mà thầy biết là các em sẽ rất hào hứng. Cố lên. Đó là cách cô gọi tôi đây à? Sao? Cậu ta đẹp trai quá à? Cái gì? Cô muốn tôi giúp cô gian lận á? Không. Thế là trái với quy tắc của tôi không làm. Thôi được rồi, cất đi. Bình thường to mồm lắm cơ mà. Bị cất giọng đi đâu rồi? Câu số mấy? Phương án S. Phương án B, nhầm. Phương án B. Câu số 2 đáp án là câu 6. Ý tôi là cậu ta chưa làm câu 2 thì làm câu 6 trước thôi. Là C. Đó, câu 7 là B. Câu 8 là C. Câu 9 là đấy, hắn ta gặp lại rồi. Câu 9 là B. Cả lớp chú ý, mình còn có 10 phút nữa thôi nha. Câu 10 C, 11 A, 12 C, 14 C, 15 D. Từ từ, cậu ta chỉnh lại câu 12 là A. Cô có ghi kịp không đó? Chào. Em chào thầy. Thầy đã chấm bài xong chưa thầy? Ừ. Thì còn bài cuối cùng nữa là xong rồi. My à, bài kiểm tra lần này của lớp mình rất là tệ. Em là lớp trưởng, em phải nhắc nhở các bạn học hành đàng hoàng. Em hiểu ý thầy không? Em hiểu. Em sẽ nhắc lại các bạn. Ừ. Em cầm sắp bài này xếp cho cả lớp giùm thầy. Kỳ này lớp mình chỉ có hai bài được điểm tuyệt đối thôi. Mà My à, thầy thấy em học hành hơi sa sút rồi đó. Thôi, thầy về trước. Em cũng tranh thủ về đi nha. Dạ. Em chào thầy. Linh. Tại sao sữa mà cũng giống nhau vậy? Hai. Khỏe không? Khỏe. Khỏe. Tụi tôi chuẩn bị tới lớp. À, thật ra thì Nam định hỏi Linh cái bài kiểm tra lượng giác thầy vừa trả ấy. Thế Linh ra chung đáp án với cả Nam. Linh làm cách nào vậy? Dễ ẹt à. Dễ lắm. Tôi chỉ cần áp dụng công thức rồi ra kết quả thôi.
Công thức nào vậy? Phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2. Kỳ lạ ha. Nam cũng ra chung đáp số với cả Linh, nhưng mà lại làm theo cách khác. Mà thôi, Nam đi trước đây. Bye bye. Bye. Chỉ có một mình tôi thấy, hay là cả trường đều thấy Nam rất đẹp trai và hấp dẫn? Không chỉ một mình bạn thấy đâu. Nam,